Ok, xin chào các em quay trở lại với channel Huy Phong PC và mình là Review. Hôm nay chúng ta sẽ có một video về một cấu hình mà mình nghĩ là hiện tại đó là một combo mà có thể trong năm 2023 và 2024 thì sẽ là một trong những combo cấu hình hiện tại sẽ là sự lựa chọn hot pick của anh em game thủ, một combo cấu hình và để chơi game gọi là tốt nhất. Mình nói chơi game đây là không phải là mắm răng mắm lợi, cứ build xây build càng thấp càng vừa tầm và kéo được môn càng cao càng tốt. Và mình muốn đặt ra một cái tiêu chí là cái cấu hình này nó sẽ giúp cho anh em đầu tiên là có một con CPU mạnh để giúp là anh em chơi những tựa game eSports, ví dụ như kiểu là CS2 hay là lên điện thoại những tựa game eSports ấy, thì nó có khả năng tạo ra frame thật là lớn vì cái lượng cache lớn của nó lẫn là về cái xung nhịp đơn giản của nó. Với những game eSports thì đấy là những cách mà đấy, những cái cách mà nó ăn phần cứng nó sẽ khác V3 như vậy. Còn với game A thì đơn giản thôi, cứ con card đồ họa nào mà có tầm khoảng 12GB RAM, có nhiều nhân cooldown một chút và khả năng xử lý những cái lanh quanh khoát như kiểu Ray Tracing, DLSS thì sẽ là sự lựa chọn của mình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em thử xem là với cái combo cấu hình i7-14700K và RTX 4070 Ti thì với hai combo CPU và card đồ họa này thì chúng ta có những gì, hiệu năng có thể chơi những game gì hiện tại và có phải lăn tăn gì ở những tựa game hiện tại hay không nhá. Và chúng ta sẽ bắt đầu video này ngay sau intro. Và đừng quên rằng nếu anh em đã đang muốn tham khảo những bộ PC thì bên Huy Phục PC chúng mình có rất là nhiều. Còn nếu anh em đang muốn tham khảo thì ở dưới phần mô tả mình sẽ để cho anh em tham khảo nhé. Ngoài ra nữa thì bên mình cũng có group Facebook là Tổ đội Công nghệ. Và trong group này thì chúng mình sẽ chia sẻ rất là nhiều thứ bên lề, công nghệ, vân vân, mây mây, nhiều câu chuyện khác nữa. Và chúng ta sẽ bắt đầu về câu chuyện đầu tiên là cái yếu tố mình đặt ra ban đầu là với CPU mà phải có được xung nhịp cao là một. Thứ hai là cache lớn và thứ ba là mức giá thành nó cũng vừa phải thôi, không quá là kiểu là quá cắt cổ, quá là đắt. Thì đầu tiên ấy, sự lựa chọn của mình hiện tại trong năm nay với Gen 4 thì chắc chắn nó là i7-14700K. Lý do chính là chúng ta sẽ có xung nhịp 5.5GHz 5.6 và mình chạy all core thì thường là 5.5, thì mình thấy là xung nó khá là cao. Thứ hai nữa là i7-14700K năm nay có sự thay đổi lớn về mặt hiệu năng với 13700K. Và về câu chuyện là tổng thể hiệu năng của con 14700 thì nó sẽ có sự cải thiện tương đối đáng kể với cái 13700K. Với 14700 thì thực ra là với combo CPU chơi game mà tốt nhất hiện tại thì mình nghĩ là với bên trên bên tốt nhất ấy, thì anh em có thể chọn 13500 5 13500 6. Tuy nhiên ấy, với những yêu cầu khắc khe hơn về câu chuyện là chơi game eSports mà FPS phải cao, ví dụ như kiểu CS2 chẳng hạn hay là Overwatch 2, thì mình sẽ chọn lên i7-14700 cho an tâm vì cái lượng cache lẫn là lượng xung nhịp thì nó cũng ở mức khá là tương đối và mình nghĩ là cũng sẽ ngon để là chúng ta chơi từ game 3. Và mình recommend anh em với i7-14700K thì anh em có thể chơi ở độ phân giải 2K một cách rất là dễ dàng thôi. Tiếp theo với card đồ họa thì mình nghĩ là hiện tại mình đang phân vân khá nhiều giữa RTX 4070 và 4070 Ti. Còn với mình thì mình nghĩ là hiện tại thì anh em có thể nên lấy 4070 và 4070 Ti cũng được. Tôi ra tùy budget của anh em có. Với mình thì mình nghĩ là cái chênh lệch của hai sản phẩm này thì nó cũng ở mức gọi là vừa đủ. Nghĩa là anh em nào thừa tiền, dư tiền mà không lấy được 4080 thì có thể lấy được 4070 Ti. Còn nếu mà anh em mà muốn tiết kiệm budget nhất có thể và vẫn muốn là hiệu năng đạt được đủ để tốt nhất trên mức giá tiền các bạn bỏ ra thì có thể lấy RTX 4070. Thì đấy là những sự lựa chọn của mình cho card đồ họa và CPU. Với RAM thì với mình nghĩ là RAM D4 và D5 thì với mình nó không quá quan trọng. Tất nhiên là cái giá thành của main rồi tiền RAM thì thực ra là chênh không quá là nhiều. Nhưng hiệu năng nó cho ra với game thôi, nó chỉ chênh khoảng 5-10% thì mình cũng không quá quan trọng. Cái này thì tùy vào nhu cầu tiền của anh em. Còn mình thì hiện tại mình vẫn sẽ chọn RAM D4 vì cái yêu cầu của mình nó chỉ đơn giản là hiệu năng nó ổn định là được, chứ không cần phải là D4 D5 làm gì cả. Vì D5 nó sẽ bớt xung cao, hiệu năng nó sẽ được generate ra hiệu năng cao hơn một chút. Cái câu chuyện tiếp theo mình muốn nói đây là cái hệ thống đi kèm những cái sản phẩm này. Thì mình sẽ lưu ý cho anh em là với RTX 4070 ấy, thì anh em sẽ phải mua những cái dòng nguồn dư ra một chút để anh em có thể là kéo tốt. Ngoài ra thì một con nguồn này thì nó sẽ đi kèm đây này. Mình sẽ chỉ cho anh em, sẽ không biết anh em thấy cái dây này không. Cái dây là dây 12V và nó sẽ gom 3 đầu 8 pin vào cho một con ROG. Và thường thì 4070 Ti thì mình nhớ chuẩn là nó ăn khoảng là 280 mấy W ấy. Thì TDP đó thì phải thầm là thường 2 nguồn 8 pin. Và con ROG này có hẳn 3 nguồn 8 pin để cho đèn đó làm đèn RGB luôn. Và lấy hẳn cái nguồn về 2V cho nó chắc ăn. Thì với mình thì mình thấy là với 4070 thì nó sẽ không yêu cầu các bạn nguồn quá là kỹ. Thì nói chung là combo 4070 với 13700K với mình hiện tại nó đang tốt trên PGP hơn. Còn về mặt hiệu năng thỏa mãn những cái nhu cầu chơi game hiện nay ấy,
thì mình sẽ lấy 4070 Ti cho dư giả. Vì về sau đấy anh em có nhu cầu là chế độ phân giải 2K nhưng mà lại thích kể cả là ray tracing hay là không bật DLSS như mình hôm nay test chẳng hạn, thì hãy thử xem là với hiệu năng của nó thì chúng ta sẽ chơi được những tựa game như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ phang thử với cả một vài tựa game như là CS2 hay là Overwatch 2 để xem là hiệu năng của cái chiếc máy này với combo i7-4700K 32GB RAM và với RTX 4070 Ti Rockstrix thì liệu là eSport thì chúng ta sẽ chơi được bao nhiêu FPS và chúng ta sẽ kéo được màn hình như thế nào là hợp lý. Và với CS2 thì mình sẽ test 2 lần, một lần ở độ phân giải 2K và max setting, còn một lần là để độ phân giải là HD 43 stretch rồi dùng setting như symbol là glow shadow quality mình sẽ để là 2. Đấy. Và chúng ta sẽ bắt đầu test thử xem hiệu năng của nó như thế nào nhé. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Với những tựa game eSports thì các bạn thấy đấy là với CS2 mà các bạn để setting như kiểu symbol ấy thì nó sẽ dao động vào khoảng loanh quanh khoảng hơn 300. Thì với những bạn nào đang có màn hình 240Hz hay là 360Hz thì mình nghĩ là cấu hình và i7-4700K và RTX 4070 Ti sẽ là lựa chọn vừa đủ. Nếu anh em thích hơn nữa thì có thể lấy những con 4080 hay 4090 hoặc là CPU được, bạn có thể đẩy lên những con 13900K cũng được. Nhưng với mình thì với CS2 thì nó thiên ăn về GPU khá là nhiều, thế nên các bạn nên tập trung chọn vào GPU cho mình. Với combo i7-4700K và RTX 4070 Ti thì mình nghĩ là đây là một combo khá là đẹp để chơi eSports rồi. Nó vừa có cache cao, xung nhịp cao, rồi một con như là RTX 4070 Ti thì lượng VRAM rất là khả năng xử lý của nó thì với eSports thì mình nghĩ là khá là dễ. Mặc dù vậy thì hãy chuyển sang những tựa game 3 thử xem là với những độ phân giải như là 2K và những setting để thiết lập cao nhất và thậm chí kể cả tràn VRAM luôn cũng được. Thì hãy cùng xem là với 4070 Ti này thì mình đã test qua với cả Resident Evil này, Path of Exile này, hay là Call of Duty này, hoặc là tựa game 3 nặng, thì hãy xem là với hiệu năng của cái con 4070 Ti cùng với cả 14700K thì hiệu năng của nó sẽ cho ra như thế nào nhá.
Tổng kết lại là nếu mà các bạn nào đang sở hữu những combo hiện tại đang cần nâng cấp, ví dụ như kiểu là 13/7, 14/7, thì mình nghĩ là hiện tại anh em nên nâng cấp CPU là đẹp, tại vì giá của 14/7 cũng khá là vừa phải và hiệu năng cho ra mình nghĩ là cũng đủ chênh lệch để đáng nâng cấp. Thứ hai nữa là nếu anh em nào đang phân vân một cấu hình chơi game tốt thì mình recommend cho anh em là với i7 14/700K cùng với cả RTX 4060, xin lỗi bạn, là RTX 4070 và 4070 Ti thì hiện tại đang là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời trên P9P ở tất cả mọi mặt. Ngoài ra nữa thì có một điểm anh em cần cân nhắc là cái hệ thống card đồ họa 4070 Ti, ví dụ như cả con Rockchip đang có đây, thì anh em phải cần nguồn nó phải đủ 3 đầu 8 pin, thì đi kèm con này sẽ có ấy nhá, đa đầu 8 pin cho VGA ấy, PCIe ấy. Đấy. Ngoài ra nữa thì cái combo cấu hình này thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn cân đối giữa là CPU và card đồ họa tùy vào nhu cầu chơi. Còn với mình thì mình nghĩ đây là một cái combo i7-14700K và RTX 4070, nghĩa là tất cả mọi thứ, 4070 Ti quên, thì tất cả mọi thứ nó nằm ở tất cả tầng trung, nghĩa là cái gì nó cũng vừa phải. Anh em chơi game được, anh em có thể streaming được, anh em có thể là chơi game eSports tốt, anh em có thể chơi game 3 ok. Và nó thỏa mãn một cái nữa là nếu anh em về sau có nhu cầu nâng cấp thì với 14700K mình nghĩ là nó vẫn có khả năng nâng cấp tương đối là tốt và cũng không phải lăn tăn suy nghĩ quá là nhiều về câu chuyện nâng cấp với cả 14700K, vì nó có tới 20 nhân và 28 luồng thì nó khá là dư sức để anh em kéo những con card đồ họa sau này, kể cả 5000 series, kể cả 5000 series mắc cấp nhá, mình nghĩ vẫn có thể kéo được tốt. Và ok, đó tất cả những gì trong video ngày hôm nay. Và ok, đó tất cả những gì trong video ngày hôm nay. Nếu nghe thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của Huy Phùng PC nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.